Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh khoai lang chiên giòn kiểu Thái. Để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là khoai lang. Và phần khoai lang này thì mình dùng 450g. Ở đây thì mình dùng loại khoai mật đó, thì mình gọt vỏ sẵn rồi. Các bạn có thể dùng các loại khoai mà các bạn yêu thích nhé. Và đây là bột nếp. Bột nếp thì mình dùng 30g và 30g bột gạo. Và đây là hạt mè đen, mình dùng khoảng 20g và 20g hạt mè trắng và một ít muối nữa. Rồi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình chuẩn bị khoảng nửa tô nước. Sau đó mình sẽ cho vô khoảng nửa muỗng cà phê muối và mình khuấy đều để cho muối tan ra. Rồi tiếp theo là mình sẽ xắt khoai rồi mình cho trong cái tô nước muối để mình ngâm. Xắt miếng vừa thôi nha các bạn. Để mình khi mà mình hấp á, thì nó sẽ mau chín hơn. Các bạn có thể hấp cách thủy hoặc là mình đem luộc cũng được nữa. Khoai vô trong tô nước muối thì mình ngâm để cho khoai nó ra cái chất mủ á. Đây các bạn nhìn nè. Còn khoai mật thì nó có cái màu hơi cam cam như thế này. Và khi mình xắt ra thì các bạn thấy có những cái mủ trắng trắng nè. Rồi mình bỏ vô trong cái tô nước muối thì mình ngâm. Rồi mình ngâm khoảng 5 phút, sau đó mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh. Bắt lên bếp một nồi nước sôi nè các bạn, và nước đã sôi rồi. Cái mình để cái sừng hấp vô. Đó mình cho khoai lang vô. Đây mình hấp nha, các bạn có thể luộc cũng được. Và mình sẽ đậy nắp lại. Mình hấp trong vòng 20 phút. Hấp cho đến khi nào khoai chín mềm là được. Rồi phần khoai mình hấp đã chín rồi đó các bạn. Để biết khoai đã chín chưa thì các bạn dùng cái chiếc đũa nè. Mình sọt xuống vậy. Đây như vậy là nó đã chín rồi nè, nó rất là mềm luôn á. Rồi sau đó mình sẽ tắt bếp. Rồi mình sẽ lấy cái sừng ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho khoai vô một cái tô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nghiền khoai ra nha. Các bạn có thể dùng cái muỗng hoặc là cái giá gì cũng được. Đây, mình dùng cái nĩa nè các bạn. Cái nĩa rất là dễ nghiền cho khoai nhuyễn ra nè. Các bạn cứ tán cho nó nhuyễn ra là được rồi. Và mình tán khoai lúc mà khoai còn nóng như thế này thì sẽ rất là dễ tán. Thơm ghê luôn á. Em khoai mật cho nên là nó có vị ngọt á các bạn. Ai da, nóng quá. Bây giờ mình cho vô một ít muối. Sau đó mình trộn đều lên. Đây là mình sẽ cho bột gạo và bột nếp vô. Mình trộn đều lên, sau đó mình sẽ nhồi. Nhồi cho bột với khoai thật là đều với nhau. Sau khi mà mình đã nhồi đều xong rồi, bây giờ mình sẽ vo thành những cái viên tròn luôn. Cái kích cỡ thì tùy theo các bạn nhé. Các bạn thích ăn cái viên lớn thì mình vo cái viên lớn, còn thích ăn cái viên nhỏ thì mình vo cái viên nhỏ nhỏ thôi. Mình thì mình vo cái viên cỡ này là mình thấy vừa rồi. Rồi mình vo tròn tròn là mình để qua cái dĩa. Rồi tiếp tục là mình vo cho đến khi nào hết bột thì thôi. Cũng rất là dễ nha các bạn, mình chỉ cần để tay mình bóp như vậy nè. Nó dính chặt vô rồi. Khoai thì mình đã vo thành những cái viên tròn rồi. Cái phần mè đen mình đổ ra ngoài cái tô nha các bạn. Sau đó mình sẽ nhúng vô. Mình lăn quay như thế này nè. Mình để trong cái tô lớn vậy các bạn, nó không có bị văng ra ngoài. Rồi các bạn bóp như vậy để cho hạt mè nó dính vô trong cái phần khoai nè. Rồi tiếp tục là mình sẽ lăn những cái viên còn lại nhé. Mình lăn một nửa thì mình lăn với hạt mè đen, còn một nửa thì mình sẽ lăn với hạt mè trắng. Rồi nửa còn lại thì mình sẽ lăn qua hạt mè trắng. Lăn hạt mè qua khoai lang xong rồi nè các bạn. Đây, nhìn rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi chiên nha. Rồi, mình bắt lên bếp một cái chảo rồi. Sau đó mình sẽ bật bếp lên và chế dầu ăn vô. Các bạn cũng có thể chiên bằng cái nồi cũng được nha. Chiên bằng cái nồi nhỏ thì dầu nó dung lên, mình sẽ tiết kiệm được cái lượng dầu hơn đó. Cái chảo này của mình thì cũng tương đối nhỏ chứ cũng không có lớn lắm. Mình cho dầu ăn ngập khoảng nửa chảo dầu. Mình đun cho phần dầu này nó sôi lên thì mình mới cho khoai lang vô mình chiên. Rồi dầu đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ cho khoai vô để mình chiên thôi. Mình chiên cho cái lớp vỏ ngoài nó hơi vàng là được rồi nhé. Lúc mà các bạn bỏ cái viên khoai này vô thì các bạn nên để lửa vừa thôi. Đừng để lửa lớn quá thì mấy cái hạt mè nó văng lắm á. Rồi cái viên nào mà nó hơi vàng cái mình gấp ra, mình để vô giấy thấm dầu nhé. Lúc chiên thì mình nên trở thường xuyên vậy nè, để cho cái khoai của mình nó chín đều và nó vàng đều nữa.
này thì các bạn thấy những cái viên khoai lang của mình nó hơi phì ra rồi nè. Mình chiên cái nó căng, nó nở ra các bạn. Cái viên này vàng là mình gấp ra luôn. Trong lúc mà các bạn trộn bột á, các bạn cũng có thể cho vô vài giọt vani để cho nó có cái mùi thơm nha. Wow, nhìn cái màu vàng của khoai lang nè, rất là đẹp luôn á. Rồi thêm mấy hạt mè đen đen nữa, nhìn rất là nổi luôn nè. Lúc nó còn nóng thì nó căng, nghĩ chắc khi mà nó nguội á, nó sẽ bị xẹp xuống á. Bánh khoai lang mình chiên xong rồi mình để ra ngoài miếng giấy thấm dầu này các bạn. Và cái món này thì mình sẽ ăn với lại tương ớt. Các bạn thấy cái món khoai lang chiên giòn của mình rất là đơn giản đúng không? Mình chỉ cần có khoai lang và bột là mình có thể làm được rồi. Thì nhìn rất là hấp dẫn luôn nha, có những cái hạt mè ở trên nữa nè. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Đây, khi mà mình xiên cái cây xiên que vô các bạn, mình cảm giác nó mềm mềm và nó hơi bọng bọng ở trong á. Đây, khoai màu vàng nhìn rất là hấp dẫn luôn. Chấm với miếng tương ớt nè. Đây mình có tương ớt xanh với tương ớt đỏ đó các bạn. Có nhiều bạn thấy mình ăn tương ớt xanh này nè, các bạn hỏi á. Thực ra thì tương ớt xanh thì mình ăn nó cũng y chang tương ớt đỏ thôi. Nó chỉ khác cái màu thôi à. Cái vỏ bánh ở bên ngoài thì nó hơi giòn nè, có những cái hạt mè á, mình ăn nó rất là bùi. Còn bên trong thì nó mềm mềm, dẻo dẻo nè. Khi mà chấm với lại tương ớt cay cay nữa, rất là hợp luôn á. Cái vị ngọt của khoai các bạn là vị ngọt tự nhiên. Ở trong cái món này thì mình không có cho đường vô. Cái bánh khoai này lúc mà mình mới chiên á các bạn, nó rất là phồng. Đây bây giờ các bạn nhìn thử cái viên này, nó hơi xẹp xẹp nè, nó hơi nhăn nhăn lại rồi đó. Có nhiều người thì người ta cũng cho bột nổi vô nữa các bạn, để khi mà chiên á nó phì lên. Ở đây mình không có cho bột nổi vô mà mình chiên mình vẫn thấy nó phì lên nè. Khi ăn cái bánh này thì các bạn nhớ là phải có cái ly nước kế bên nha. Khoai mình ăn ở trong á, nó rất là dẻo, vị ngọt nhẹ nhẹ, chấm với lại tương ớt cay cay nữa, ngọt ngọt cay cay mặn mặn. Đây, các bạn biết tại sao mà mình dùng cái loại khoai mật để mình làm cái món này không? Tại vì khoai mật á, nó có cái vị ngọt tự nhiên nè, và nó có cái màu vàng nhìn rất là đẹp. Các bạn cũng có thể dùng các loại khoai mà các bạn yêu thích nhé, như là khoai tím nè, rồi khoai bột, khoai màu trắng cũng được nữa. Cái hạt mè trắng với hạt mè đen các bạn, mình ăn thấy hai cái loại màu này nó chỉ khác màu thôi, chứ thực ra thì mình ăn nó cũng mới chen nhau thôi à. Nếu mà nó không có cái hạt mè thì mình nhìn nó như là cá viên vậy đó. Mình xiên vô que như thế này nè, xiên như một sâu vậy, y chang là cá viên chiên luôn á. Mình ăn khoảng chừng 2-3 cục là mình thấy no rồi đó. Và đây cũng là một cái món ăn vặt đường phố đó các bạn. Và sau khi mà các bạn xem cái video của mình xong á, thì các bạn hãy làm thử cái món bánh khoai lang chiên kiểu Thái này đi nha. Rất là đơn giản và ăn cũng rất là ngon nữa, lại rẻ tiền nữa nè. Và các bạn ơi, video làm món bánh khoai lang chiên giòn kiểu Thái của mình đến đây cũng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công, ăn ngon miệng nữa nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình cho đến bây giờ nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.